អរគុណដល់ណែបានចូលរួមយធម្មថារីករាយជ្រះថ្លារៀបរាប់ទៅតាមគំនិតដែលយើងបានអប់រំទៅយើងគិតបានសេចក្តីសុខនឹងឯងគំនិតយើងគិតបានដីសុខមែនប៉ុន្តែតលយើងបានទទួលហេតុផល នៅក្នុងប្រសាសនានេះដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអង្គបង្ហាត់បង្រៀនមកថាបរតោឃោសៈដែលល្អដែលធ្វើឲ្យយើងកើតយោនិសោមអ្នកសិការៈទៅតាមពធัวនឹងព្រោះយើងខ្វះអភិនិហាបារមីមិនអាចយើងគិតខ្លួនឯងហើយបានត្រូវផ្លូវ ទៅជាព្រះសយ្យម្ភូជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះអង្គអាស្រ័យយោនិសោមអ្នកសិការប៉ុណ្ណាគឺអភិនិហាបារមីបំពេញមកព្រះអង្គបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធចឹងទៅបច្ចេកពោធិញ្ញាណចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយសពញ្ញុតញ្ញាណទៅតែយើងត្រូវអាស្រ័យបរតោឃោសៈ អង្គប្រកបខាងក្រៅនឹងដើម្បីឲ្យយើងចេះគិតណាយើងគិតឲ្យបានទីក្តីសុខគឺថានៅលើយើងចេះគិតនឹងឯងទៅព្រោះបើយើងចេះតែគិតថាតើបានអារបស់ដែលមិនតាន់មានហ្នឹងឬដែលថាកំពុងតែអត់ហ្នឹងហើយយើងគិតថាបើបានអានឹងមកបានយើងបានសុខ ហើយនឹងឯងនេះដោយច្រើននោះយើងគិតរបៀបហ្នឹងណាហ្នឹងឯងມັນចេះសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលកំពុងមានទោះលយើងចេះគិតតាមអវាទរបស់ព្រះអង្គរបស់ដែលយើងកំពុងមានហ្នឹងយើងអាចគិតឲ្យបានសុខណារបស់ហ្នឹងមានស្រាប់ហើយណាប៉ុន្តែយើងវាច្រើនតែហៃៗៗរំលងអារបស់ដែលមានហ្នឹងទៅទៅយថាបើបានអារបស់នេះអារបស់នោះអារបស់ហ្នឹងវាអត់ហ្នឹងណាបើបានមកបានយើងបានសុខអានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យនោះយើងចេះតែខ្វះខាតចេះតែទៀនទែងរហូតកើតទៅជារ
ແລະຈະຕົນ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 
bát nè ta ta cày lên bàn nà ít tem bị bút thế rát tận năng bàn này tăng ít tem bị sang khê rát tận năng bàn này tăng ít tem bị sang khê nè bút thế tham mê sang khê chứ rát tận nã từng bấy chứ rát tận nã lơ lộc nè hay dân bàn chỉ vật nơi rúa sẽ thê năng bàn nhà này anh đây chúng ta trai sờ nã cùng rồi nhé cùng nó cứ bàn đây ta kệ mình nè nó cứ tháp bàn đo lại đo và bút thô sáng á chuyện đây để dân tự tu và bút thô sáng chơi sầm bát bao giờ ngạ mơ hay dân priệp mơ trai sờ nã cùng để dân tự tu vô bàn đo sự thiên ông bàn nhà nè chơi mui nâng sầm bát nông lộc nè nâng anh để miền sầm bát ấy ná mà priệp đối chia và rập nã trai nâng chẳng bàn tha đo từ dân bàn trâm từ chỉ vết nơi rúa cứ mà từng hợp nó cứ dân trâu bị cha ra na ở khơi tầm lai này và trai sẽ ra nạ cùng hay miền xe là tiệt ban sẽ đạp thua tiệt hay dân cơ thà dân chăng ban ấy ở lên nâng từ nô nâng ai nhà vây vây là tây xế mình mến ở dân rùi phọt chạ tục tê cứ mình ao ý ó ban giờ khăn vật là sáng xa nâng từ bàn tê miền để bà trai giờ nạ cùng ni ai đại chuyện bát này lô cất ra thua bàn phơi ó nữ ban giờ khăn nâng từ bàn nâng ảnh chẳng Phật bò sạp dân không prang bị cha rồi na tầm lay ni chỉ vết để dân ban nơi ru hết sẽ pram nè để dân lại xa rồi ngay nè hồi khơi chia tầm lay đó cay lên nhâm tre ori tre để dân miền chỉ vết ban nơi ru dân ở miền vô ấy đó tây chỉ tư đây để thao cho ban nơi ru sầm bát dân cứ sợ ao thì dân ban nơi ru sầm bát dân cứ bút bút thua bút sẵn đó tập bê dân chứ cứ
cha chỉ riêng chẳng tới nó chứ nâng ảnh bây giờ mình ban khơi tầm lay này ca rùa thế chứ mồm bốm dân dân tê rùa sạp á nâng ảnh từ nào về mình rùi được chọc cục sạp tư vị rùa chiêng vì lòng bạn chê lòng bạn cho con chơi cái mình mà ai chẳng nâng về mình chơi tới rùa cái cái nó tôm mà nọc lời chật thiệt nâng ảnh mau vì ấy mau vì dân ạc ban vì cha rùa tầm lay này ca rùa với đôi chơi dân chứ nâng hay ruột nơi ách bây giờ với đôi ách bây giờ anh nâng ấy mà bây giờ ách kết thả đại dân chư mên bằng tế à vây đại dân nơi đọt thằng hai ông ban nơi miền vị thầy chặt cả làng ban ní miền trái ra nạ cũng miền sở ai thả sưu lên tích tử sạp thua ban tiết tử ọp rung chặt tử mơ mơ tiền nơi ruột mà mau nè ta chùm nânh bà bần nà tử chẳng dân ạp tê rô sạp về ạp tô mà nó phơi chạy tê hay rừng chứ ấy về mình chạy tê sá rô lây nà rồi hốt đôi bằng đất kết lực tê ho rừng chứ rừng ấy chẳng về dân kết đo rừng túc lùm bạc nông ở 3 giờ phút đây chỉ sẵn vây kê bạc thọ nó dân ạp miên màu rồi ưu là tâm rừng lùm bạc nơi không cầm nát dân chìa bà nụ ní tê lùm bạc giờ mít cả đó thì dân đo bà trai nạ cung dân thơ tiên dân ra xa xe bán dân sẽ đập thua bán đôi chân cứ thà dân một kết khơi đo tầm lây này bà trai sẽ nạ cung tầm lây này bôn của sao tầm lây này xe ra chân ngồi rươi rươi tới hơi về miền chăn tệ nơi con ông cách ca nghe nâng chân cứ thà dân khoam sẽ đập thua sắc xa ôi khơi bi tầm lây này của sao là thua nâng tới chăn tệ nơi con ông cổ sao nó về cả làng ớt miền ca nghe ấy ông ba ấy chân hay bây giờ về bị rừng hot nơi phơi cài với nhé cứ ca nghe ấy có hot nơi đây là ngày còn để cào cười cào đà nó có hot đây phẳng đây là ngày về bị rừng đồng bạ thôi ấy có đồng bạ đây dân từ rùa sưu lần ấy phần tế đòi từ về miền của sao là chăn tiệc cả là về pinh chất nâng ca nghe để dân thờ nâng cái nè về ăn miên cất thả lồng ba về tới chơi sờ bài tới vậy cái nè khơi sờ bài vậy rồi dân pinh chất nâng cái ca nghe để dân cầm bông thờ nâng tới dân khơi thả chơi phải giáo đọc luôn anh phong phải giáo đọc nẹt đọc tây phong đọc phải tây chiết phong đọc phải sa sơn à phong dân mới sờ bài tới đấy với ớt miên cực thay chỉ ca hót nơi ấy thế bàn ca nghe nó o côn nó o côn bòn ấy đôi chìa bằng nét riêng rạp sập cục ấy chăng đôi côn cha lục muộn màu thọt rạp xài ấy chăng tới bờ mình miên của sao lại chăn tệ bình chất nâng ca nghe để thơ nâng tế hót nơi bà bà nà tử khăng á nó tiền hót nơi mình ban sân ai prang prang máu ở toàn máu toàn pe ấy nó hót khăng á nó vận tải đòi tài chăn tẹt cát mít mờ đôi tê và đa đèn toàn miền sạt thì chẳng ạ còn để cho bị lơ màu cào chỉ là lui chân mờ nâng ảnh hay rùa rương bẩn đánh lột chanh phí cô hiệp phânôm chanh phí đám chơ ấy đầy lột nâu hay tê và đa nâng xông thuê ti buôn tê lột chị thay à na tê bên đất nâng tê nhuốc nhuông lột chị thay cùng ai rạp an phụ bút và thua và xong thiệt cái nâng màu bị chân lên nâng á đó tê khói máu miền rương ra ở cao sạch thịa là chị bria sao ta bàn tử cứ khôn được khơi bọn giêng máu lim máu châu hài à hãy hót nơi chiêng bôn tiết tam phơi cay tái sờ bài cái này prua pin chết nằng thờ thế nhỉ admin cứ ta hót nơi ấy để riêng phơi cay nằng hót nơi phần na cả đói và đôi kề sập ngay từ chùa cả lại hai từ chùa cả lại ruột từ chùa cả lại hạt pran o lôi từ tiệt đó nâng ảnh ai dân hót nơi phơi cay bậy nhớ bên ta cái càng nghĩa chỉ bôn chỉ cầu sờ nâng ảnh dân thơ sai thơ dùm ca ấy mến bánh tay thà bởi dân tăng chất thà dân ban gom rai máu chô co sang cột sở la ấy chân thơ nâng có chất chìa mà hà của xóa có đồng cách ca nghe nâng anh chẳng cứ sợ bài chất nâng thơ hay khó đồng để thà vậy đây sầm khăn khó đồng bà sát sà ní cứ dân tới đập
ត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់ណាអវាទរបស់ព្រះអង្គដើម្បីចម្រើនសតិបញ្ញាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវឲ្យមានពេលស្ដាប់ដោយថ្ងៃឧបោសថអីអីហ្នឹងត្រូវរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យស្ដាប់ពធัวហ្នឹងបានច្រើន យើងរវល់កិច្ចការងារអីពេកទៅទោះជាយើងស្ដាប់ឮប៉ុន្តែអត់ទទួលទេបើចិត្តយើងកន្លែងតែគិតរឿងខ្វល់រឿងរវល់ចឹងទៅណាដូច្នេះសំខាន់ក្នុងភាសាសាសនានេះគឺយើងទទួលយកអវាទពធัวឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាបច្ច័យនៃបរិបត្តិធัวឲ្យសម្រេចពីព្រោះមានតម្លៃនៅក្នុងព្រះសធម្មទាំង 3 ហ្នឹងទាំងបរិយត្តិសធម្មបដិបត្តិសធម្មនិងបដិវេទសធម្មហ្នឹងឯង ហើយរឿងបាសកឹមហៀនហ្នឹងឯងសាកសួរពីរឿងកិរិយាវេសធัวណាធัวរបស់កិរិយាវេស 4 យ៉ាងមានសច្ចៈតិមៈណានឹងឯងមានធិតិឬក៏ខន្តីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងហើយក៏មានគុណធัวណាជាច្រើនទៀត ក៏ណាក្នុងការដែលប្រឹងប្រែងព្យាយាមទៅនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលសុចរិតត្រឹមត្រូវហ្នឹងក៏ជាកិច្ចការងាររបស់កិរិយាហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាចិញ្ចឹមមាតាបិតា ចាំក្រុមគ្រួសារហើយនឹងទំនប់បំរុងដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងទីវត្តអារាមនឹងដូចជាឥឡូវយើងធ្វើបុណ្យដើម្បីបានកសាងនៅសាលាណាសាលាឆាន់មកខ្នងនេះនឹងឯងមានទំហំ 15m x 25m ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏អាស្រ័យការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹង ត្រូវបានថាវិការអំពីកិច្ចការងារដែលប្រឹងប្រែងដោយសម្មាអាជីវៈហ្នឹងគឺជាកិច្ចការងាររបស់គ្រាវេសមួយហើយក៏ណាក្រាន់តែឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីបានឱកាសសិក្សាពធัวហ្នឹងព្រោះពេលទំនេរផ្សេងៗយើងច្រើនតែប្រើប្រាស់ទៅក្នុងរឿងអត្តបាយោជន៍ រួចអំពីកិច្ចការងារអីចឹងទៅក៏មានជួនកាលអបាយមុខទៅបើមិនអបាយមុខទេដាប់នេះស្ដាប់នោះឬក៏ជជែកអត្តបាយោជន៍ផ្សេងៗទៅរួចពីកិច្ចការងារនឹងឯងយើងត្រូវមានពធัวដើម្បីស្ដាប់កន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអីចឹងទៅរាល់ថ្ងៃចឹងទៅនឹងគឺដើម្បីជាការគោរព ព្រះដ៏មានពភៈដែលព្រះអង្គមានវត្តមានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនឹងដោយការគោរពបូជាតាមរយៈដែលយើងស្ដាប់ដើម្បីប្រតិបត្តិនឹងហើយបានរួចផុតចាកទុកឆាប់បានរួចពីព្រោះដរាបណានៅតែមានបញ្ញាខណ្ឌនៅតែមានទុកអញ្ចឹង អញ្ចឹងគឺថាសច្ចៈក៏នាំឲ្យបំពេញអភិនិហាបារមីហើយក៏មានសេចក្តីសរសើរមានកិត្តិយសដោយអំណាចនៃសច្ចៈហ្នឹងក្នុងលោកហើយជាបារមីទៀតផងទាំងហ្នឹងឯងហើយនឹងតមៈគឺថាជាឈ្មោះនៃបញ្ញាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយសេចក្តីអត់ធន់ក៏សំខាន់ណាស់ ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងលោភៈទោសៈមោហៈនឹងឯងកុំឲ្យវាទៅកំចាត់បងសិលសមាធិបញ្ញាគឺថាមានតែក្តីទុកលំបាកយ៉ាងណាមានពាក្យសម្ដីដែលមិនគួរកប់បីអីយ៉ាងម៉េចគឺថាត្រូវតែអត់ធន់គេលេះការថ្នាំងថ្នាក់អាអន់ចិត្តកើតមែនក្នុងចិត្តតែត្រូវសង្កត់ ແມ່ນថាបានជាវាខឹងបានជាវាក្រោតចឹងហើយក៏ចេះតែលេងទៅបដ້ອຍទៅទេក្នុងការដែលអត់ធន់នឹងគឺថាបើអាចទប់នឹងអារម្មណ៍នឹងបានកុំឲ្យកិលេសកំរើកឡើងវាល្អហើយតែបើថាវាកំរើកឡើងត្រូវរងាប់នៅកិលេសក្នុងចិត្តនឹងដូចជាភ្លៀងរងាប់ធូលីនឹងទៅទៀតមិនតន់ចេញដោយកាយមិនតន់ចេញដោយវាចានឹងគឺល្អណាស់ នឹងឯងវាអត់តានមានរឿងអីអញ្ចឹងវាអត់មានឲ្យវិបដិសារីអីច្រើនទេត្រូវគ្របសង្កត់ក្នុងចិត្តនឹងជាពិសេសគឺកន្លែងនឹងឯង
គឺវានៅមានអនុស័យវាកើត Come I be rơ, come I be mean come lang, vinh chen mao tam, kaya twee, vinh chay twee, nung, nung, sikai ot thuận nung, m khan chang, chen, ku, ba yung leng, vinh chen mao, oi tam, vinh cha rigo, oi ta tam kai, nít em a plate dinner, the tool to ton, the hoat, ma chi vet, the hoat, tartu, chit crowd tiết, dime night, nay kam chia vinh chay nung, chen. Sơn đệ tha phục vụ tới chi anh năm đây giờ cấm có ai bàn đài cái nè đào nay này tô sạ nằng nằng riêng ra xem thiệt chẳng cứ thì cái đây ắt thôn bờ thua tiếng ọ nằng sầm rập cái rêu hơi riêng rất ta miền được non bắp bị chết nằng hơi cầm ao thì tháo cái rêu sẽ thua sầm rập thì cái rêu thế thà bờ cái rêu miền đã hơi chăm bận gì ấy bắp bị chết nằng cứ tới từ miền na từ hơi nàng ai hay bị bắt ở bờ bà sợ thì buồn bà lấy tha mang cái lăng bà chế tệ nô cầm mang ở bà sợ cả chưa giờ đây xu giờ đây à, mình chưa cầm phò nhầm bát trong lục khu bình dưới chưa giờ đây xu giờ đây mình chưa cầm phò nó dạng mệt cứ nơi khôn ông Phật Sa Sana chỉ Sa Sana này bản nhà thì hay vào ăn vào các sầm đai anh từ tam thâm mà chiết nơi chỉ biết thâm mà chiết mấy đây ấy từng ngõ nó sắt từ miền hải phật là ngài thấy bây giờ vừa khơi thả à vây nâng về về miền anh ai nhà nâng khâu hả đôi thả đôi dân cho năm dây hên xôi dần hên xôi bây giờ cứ hên xôi anh đời ăn miền hết là nó cứ khâu hả nàng anh đi pro về ăn miên say để cao lắng rồi ăn hai tê hai giang tiệt à ca để dân vua hai sen pal sen anh nàng anh chậm đôi chia pu nikron để vua tha vì khẩu song bề đầm miên tổ phe sầm bồ liệp tất cả ra nơi nàng vót chết tập buồn nước mau bị đầy đầy cả lại nâng ao sầm bồ liệp tất cả ra chẳng chọn từ thôi vót ao ao nơi chọp nâng à thôi vót bọn này cuốn nâng á từ ti cả lại nâng ao từ chọp nâng là bọn vót thằng lách nâng à nâng ảnh riết chăm phơ ruồi ấy hai tờ chẳng ban đầm nọ đo sai chấm mũi nâng bát bát xe nè tị cao sao đòi bệ đầm miên và phê nâng bệ chía co chặt chay đanh phụ tầng ngon nâng ở chanh vinh tới hãy co bệ chía về và cuốn sầm rạp phi còn này tới đại mua thà rê chỉ cà ràm sầm rạp phi còn này song lục nơ chẳng từ ấy nơi sắp ngay đó cái tập thể chi khơi và man buôn đập cho năm đi anh chẳng khơi cứ nơi nông đây chẳng chứ hiện tại toàn đã từ kề buông ở chi khơi cứ ấy bằng cái riệp ắt lang máu sập ngày nâng nâng rê chỉ cà ràm thèm nơi hàng lách vật chết tập buồn nâng nâng anh nâng cái này trong mà chơi khơi ta cái miên chìm nưa ra sửa đây xua đây ấy ấy đâu xa đây nâng à ti cái lại nâng à khi nói về ăn miên chỉ hai phần hai phần cứ tha bị khó sang sầm bồ liệp tất cả ra đây xa ấy đây xa lục miên xây là ti cốn hai nâng và put là ông tra đăng và ca sát trả thua put bò rì sát ban đập và thua ban khơi sát trả thua cứ đo nơi và rạt tận nạ trải chân tờ là ấy miên để bồi chia và put bồi chia và thua bồi chia và sang nâng ấy nâng cứ thay chia hai đề sầm bồ liệp tất cả ra nơi con ông bà sát sanh nâng ấy đòi ta thấy mau bị đây mau bị say 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 giờ nay anh chăng nâng anh để chia một cuốn hiện phải bạn đây thay dương ắt vô hai phần dương chết từ cất tham mau bị ni mau bị nu mau bị say bẩn đa ấy ấy say say chăng tới nâng cứ để bà đi xa rừng cầm phò lại chẳng sẽ cái đây và bần đăng cho chương bằng thầm mê cha châm nịch chọc và thua thì anh xông ạ nô mô chẳng đi.